Giá mà biết đến sản phẩm này sớm hơn. Đây là câu mà mình đã được nghe rất là nhiều từ các bà mẹ bỉm sữa trong thời gian qua khi mà nhắc đến miếng lót hứng sữa bọ rùa hoa ca. Miếng lót hứng sữa bọ rùa hoa ca đã được rất nhiều những bà mẹ bỉm sữa săn đón và là mặt hàng hot hit của cha mẹ chăm bé. Đã có đợt cha mẹ chăm bé đã cháy hàng luôn về sản phẩm này, không còn gì để bán cho các mẹ. Vậy cái sản phẩm miếng lót hứng sữa bọ rùa hoa ca này có gì đặc biệt? Tác dụng của miếng lót hứng sữa này đấy là ngăn sữa rỉ ra trong thời kỳ cho con bú. Và nghe đến đây thì có thể làm mẹ sẽ hình dung ra miếng lót thấm sữa và khăn xô đúng không? Thì cũng đúng đấy. Thế nhưng mà đúng một nửa thôi nhá. Thì miếng lót hứng sữa này nó sẽ cao cấp hơn một chút. Nếu dùng với khăn vải xô hay là miếng lót thấm sữa thì mẹ có thể phải thay liên tục. Thế nhưng mà đối với miếng lót hứng sữa như thế này thì mẹ có thể dùng được lâu hơn như thế. Có thể nằm hứng, ngồi hứng, hứng lúc nói chuyện với đồng nghiệp, hứng lúc đi làm, hứng bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào mà không lo sữa bị thấm ra áo. Và điều tuyệt vời nhất đó là còn thu được một lượng sữa tích dần cho con nữa. Chất liệu của miếng lót là silicone cấp thực phẩm 100% nên mẹ hoàn toàn yên tâm khi mà hứng sữa không lo bị biến chất nhé. Nhưng có một cái lưu ý cho mẹ, đấy là nếu mà cho con ăn trực tiếp thì mẹ cứ 2 đến 3 tiếng sẽ đổ sữa ra túi trữ một lần, cất đi để cho con ăn cho nó đảm bảo. Còn đối với những mẹ nào mà không cho con ăn trực tiếp bằng sữa đấy thì chúng ta có thể hứng lâu hơn được nhá. Để tự tin hơn khi đi ra ngoài mà không còn cảm thấy có mùi chua chua gây khó chịu trên người mình nữa mà vẫn có sữa để cho con ăn thì thực sự miếng lót hứng sữa này là một lựa chọn xứng đáng.